Hiện tại thì nàng ấy đã khỏe rồi. Và ngày hôm nay là Nhung đang đi có cái lịch đi quay ở bên 2B ở bên Tân Bình á, là quay chương trình Ký ức vui vẻ. Thì nàng có rủ qua chơi nhưng mà giờ kẹt đi cái này rồi nên là chưa có qua được, nhưng mà không biết có qua kịp hay không. Hy vọng là qua kịp đặng cho bạn ấy không có run. Phải hay run lắm. Mỗi ngày 16 với ngày 17 tháng 9 này mình sẽ làm lễ dạ đúng rồi, lễ tiểu tường của cô. Của chị Nhung á. Dạ. Thì em với các bạn trong nhóm của mình là có chuẩn bị gì? Dạ thì nói chung là 2 ngày, thậm chí là ngày 15 luôn, ngày 15, 16, 17 bốn đứa tụi em sẽ có mặt ở trên đó để phụ. Và nói chung là mình chuẩn bị cái lễ tiểu tượng cho cô. Và nhiệm vụ của em thì tối ngày 15 sẽ đón chú, đón chú Quỳnh để đưa chú lên chùa. Sau đó là chú sẽ dự lễ một ngày, ngày 16. Sau đó là đưa chú ra sân bay gấp về lại Mỹ. Tại vì chú còn kẹt những cái lịch diễn cho nên là chú không có sắp xếp được. Đúng ra là chú sẽ có lịch diễn vào những ngày đó luôn, nhưng mà vì chú nghe là làm lễ tiểu tượng của cô cho nên là chú thu xếp chú về được một ngày, chú phải bay tận 40 tiếng. Cho nên là cố gắng thu xếp để đưa chú về và đi liền ngay trong đấy. Còn bốn bạn có làm cái gì thêm không? Dạ bốn đứa tụi em thì chắc chắn là sẽ phải có mặt ở đó để tiếp đón những cô chú anh chị khán giả, những cô chú anh chị fan để yêu thương cô Nhung, để đến mình cố gắng mình làm những cái gì tốt nhất, đẹp nhất cho một cái lễ tiểu tượng của cô để cho nó trọn vẹn và nó đủ đầy. Sau một năm thì cảm xúc của em thế nào khi mà để sắp đến ngày đẹp đó? Thực sự mà nói thì em không nghĩ là mọi thời gian nó trôi qua nhanh như vậy. Tại vì mới vừa hôm nào là em thi solo của Bolero là cô vẫn còn ngồi đó, cô vẫn còn chấm và cũng còn la em về những cái vòng mà em thay đổi, em đi lệch cái sở trường của mình, em đang biến hóa mình thành một cái hình ảnh khác. Thì cô cũng có nhắc nhở rồi, nói chung là mọi thứ chỉ mới như vừa mới hôm qua thôi. Em không nghĩ là nó xảy ra nhanh như vậy và nó khiến cho em cảm thấy tiếc nuối hơn. Cảm thấy tiếc cho một người nghệ sĩ, một người ca sĩ đa tài, và tiếc nuối cho một cho cái nền âm nhạc Việt Nam mình mất đi một người quá sức là giỏi, quá sức là đạo đức, quá sức là thương người và có một cái máu nghề rất là nhiệt huyết. Và tụi em cũng mất đi một cái tấm gương để mà mình noi theo. Và nói chung là không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm thấy tiếc nuối rất là nhiều. Chỉ mong rằng là cô sẽ luôn luôn ở bên cạnh tụi em và ở bên cạnh khán giả. Nói chung là cô luôn luôn nằm ở trong lòng khán giả và luôn luôn được khán giả yêu mến và nhớ suốt cuộc đời. Có tiết mục gì đặc biệt trong ngày hôm đó? Dạ hiện tại thì em nghĩ là để tiết lộ ra tiết mục đặc biệt thì chắc là em xin phép không tiết lộ. Ok, anh cảm ơn nhiều nha.